lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, nhiều con giáp tuổi Hợi nhờ phúc lộc dồi dào mà thiên tài đưa tới nên những ngày cuối năm nay sẽ làm ăn rất phát đạt, hành thông. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi hôm nay nhận thấy môi trường sẽ ảnh hưởng tới người tuổi Tý rất nhiều trong ngày xuất hiện lục xung. Lời khuyên cho bản mệnh đó là nên tập trung vào những mục tiêu của mình. Nhiều tín hiệu tích cực về tiền bạc đến với con giáp tuổi Tý trong ngày có chính tài soi sáng. Đây là thời điểm mà tài chính đóng một vai trò trọng tâm. Đừng quá cố chấp đến mức không chịu lắng nghe lời khuyên từ người có thể giúp bạn cải thiện tình hình. Ngũ hành xung khắc cho thấy mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang gặp rắc rối. Cho dù hai người lên kế hoạch đi chơi hôm nay thì cũng đã bị hủy bỏ giữa chừng. Bạn dễ có xu hướng hờn giận, giận dỗi hơn ghen trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim có đủ tài lực để thực hiện các dự án ấp ủ, hãy tự tin lên. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy hãy quyết tâm thực hiện đạt tham vọng, đam mê của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa có nhiều mối làm ăn tiềm năng, hứa hẹn thu được lợi ích. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, lời nói của bạn có thể chống lại bạn đấy. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, hãy đầu tư vào trí tuệ của bản thân mình. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, mùi, ngọ. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, Sửu Ngọ tương hại dự báo sẽ có thay đổi đột xuất khiến cho con giáp tuổi Sửu cảm thấy khó thích ứng. Sự thay đổi môi trường sẽ tạo ra sự thay đổi về tầm nhìn. Vì thế, đây là lúc bạn có thể thay đổi tầm nhìn và có một hướng đi mới mẻ hơn cho đời sống của chính mình. Kiếp tài khiến cho con giáp tuổi Sửu trở nên cố chấp hơn, rất dễ nghi ngờ lòng tốt của người khác. Lúc này, bạn nên cẩn trọng hơn với đồ đạc của mình, kẻo dễ bị mất trộm, nên ưu tiên dùng thẻ hơn là dùng tiền mặt bạn nhé. Ngũ hành tương sinh giúp cho bản mệnh không chỉ cải thiện được tình hình tài chính mà lúc này bạn còn có được cách thức điều chỉnh phù hợp, mà chuyện tình cảm lúc này cũng sẽ có cơ hội được cải thiện rõ rệt hơn. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, mối quan hệ tình cảm rạn vỡ do thiếu quan tâm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, khi bạn không quyết tâm, vận trình sẽ trúc trắc, khó bề và yên ổn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, tình cảm nhạt phai do không chịu được sức ép của thời gian. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng, tránh tranh cãi. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, bạn nên đặt niềm tin sai người rồi, hãy cẩn thận hơn. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường tím, hồng, quý nhân phù trợ, Tý, Thân. Tử vi tuổi Dần, trong ngày chủ nhật này, con giáp tuổi Dần dễ gặp được nhân duyên như ý trong khi đi chơi với bạn nhóm bạn bè của mình, vì hiệp tam hợp đang ghé thăm chỗ bạn đây. Hãy mở lòng mình để cả hai có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu thêm về nhau. Những cặp đôi sẽ càng ngày càng tìm thấy nhiều điểm chung nữa. Do thiên quan nên cuộc sống của con giáp tuổi Dần có chút xáo trộn, thế nhưng bạn cần nhớ rằng ngay cả trong sự hỗn loạn thì vẫn có thể tìm kiếm được sự thoải mái, nhẹ nhõm cho tinh thần của mình. Mọi thứ càng thay đổi, bạn càng có cơ hội có thể làm mới bản thân, nhưng cũng đừng vì thế mà đưa mình vào guồng hỗn loạn nhé. Ngũ hành tương sinh tốt cho việc ngồi lại để lập kế hoạch cho năm mới. Lúc này bạn có tầm nhìn xa hơn để biết mình nên làm gì và không nên làm gì để có một năm 2021 này rực rỡ hơn bao giờ hết. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, tham vọng, nuôi dưỡng ý chí để cố gắng đạt được thành công. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, cứ nỗ lực rồi sẽ tìm thấy lối đi đúng đắn cho tương lai. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, trở nên lười biếng, làm lỡ mất hết cơ hội của mình. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, dễ vướng họa tiểu nhân, hãy tránh xa nguồn năng lượng tiêu cực. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, tình cảm bền chặt, đôi lứa hạnh phúc nhờ thấu hiểu. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường nâu, trắng, quý nhân phù trợ, mùi, Sửu. Tử vi tuổi Mão,
Xem lịch ngày tốt, Mão Ngọ tường phá dự báo con giáp tuổi Mão sẽ mất thời gian và bị làm phiền bởi một đối tượng nào đó. Nhiều việc bạn đã dự định trong ngày hôm nay đành phải để thời gian khác. Nếu có thể bản mệnh nên ưu tiên, đi nghỉ hơi sẽ tốt hơn. Chính quan hỗ trợ nên thứ mà tưởng là một vấn đề rắc rối mà tuổi Mão phải đối mặt trong ngày cuối tuần, hóa ra lại không căng thẳng đến vậy. Như thế mà bạn dễ bước vào tuần mới với tinh thần thư giãn hơn nhiều. Thông qua đó, bạn cũng biết cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và khéo léo hơn. Hỏa thủy xung khắc dự báo tình cảm sẽ có nhiều xáo trộn khó yên, đó được xem là thử thách cần thiết trong mối quan hệ của hai người. Nếu còn yêu thì hai người sẽ bền chặt hơn, nếu không thì đây là lúc để bạn dừng lại. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy có thay đổi bất ngờ nhưng theo chiều hướng xấu. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, các cặp đôi nên tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, chú ý quản lý tài sản chặt chẽ, kẻo thất thoát tiền bạc. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, khó khăn nhưng không lùi bước, càng thêm quyết tâm chinh phục. Tử vi tuổi Quý Mão, kim, đương tinh duyên, người độc thân hành thông, rộng mở. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, hồng, vàng, quý nhân phù trợ, hợi, dần. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi phương đông, thì kiên đã đủ ngăn trở con giáp tuổi Thìn chạm tới hạnh phúc trong ngày hôm nay. Vậy thì thay vì cho việc lo lắng vẩn vơ, hay cứ xuôi mình theo dòng chảy và tận hưởng mọi thứ diễn ra như nó vốn có. Đừng lo âu hay nghĩ ngợi làm gì, bởi vì như thế cũng chẳng có ích lợi gì đâu. Hỏa thổ tương sinh, tạo cơ hội để bạn và nửa kia của mình gia tăng sự gắn kết. Bạn luôn có được sự cổ vũ, động viên kịp thời từ nửa kia trong những thời khắc khó khăn nhất. Bạn vô cùng cảm kích vì điều đó và càng thêm trân trọng tình yêu của cả hai hơn. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ, chôn cất, cưới gà, mở đường thông nước. Hãy chọn thời gian khác phù hợp hơn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn, hỏa, có thể đạt được mục tiêu nếu biết phát triển thế mạnh. Tử vi tuổi Bình Thìn, thổ, người độc thân có cơ hội làm quen và gặp gỡ nhiều đối tượng. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mộc, quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp phát triển ổn định. Tử vi tuổi Canh Thìn, kim, tính toán thật kỹ, tránh chủ quan gây hao hụt tài chính. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thủy, có thể được đề bạt, cất nhắc lên vị trí xứng đáng. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tương xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, Tý, Mùi. Tử vi tuổi Tỵ, tử vi hàng ngày nhận thấy xuất hiện tam hội trong hôm nay nên con giáp tuổi Tỵ rất mong muốn có thêm những người bạn mới, kết nối với những người hàng xóm mới. Vậy thì nguồn năng lượng lúc này hoàn toàn phù hợp để bạn có thể chủ động tăng cường mạng xã hội và bạn bè. Thiên ấn đưa tới những sáng tạo mới mẻ cho người tuổi Tỵ. Việc biến ý tưởng hoàn thành, hành động thực tế đóng vai trò quan trọng trong ngày hôm nay. Khi bạn có thể tính toán và sắp đặt được các kế hoạch thực tiễn dựa trên những ý tưởng hay nảy sinh trong đầu thì chắc chắn bạn sẽ có ngày làm việc hiệu quả nhất. Hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2021, dương lịch là ngày Càn Mậu. Ngày Càn Mậu thì không chỉ bệnh ở bụng, do đó bản mệnh nên lưu ý không nên tác động lên vị trí này trong ngày này. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, cẩn thận kẻo vướng họa, do vạ miệng, gậy ông đập lưng ông. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thổ, giải quyết được vấn đề tồn đọng bằng sự linh hoạt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mộc, bạn nhận ra được một số sự thật về một người. Tử vi tuổi Tân Tỵ, kim, được nhiều người nhiệt tình giúp đỡ, phải biết cảm ơn. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thủy, không chịu được những lời phê phán. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường nâu, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Ngọ, xem tử vi hôm nay, tâm trạng của người tuổi Ngọ không được tốt khi bị ảnh hưởng của Ngọ Ngọ tự hình, cũng chỉ vì từ góc nhìn có phần tiêu cực của bạn. Bạn nên có không gian để tĩnh tâm, đừng nghe người khác bàn ra tán vào rồi suy diễn mọi chuyện thêm tệ hơn. Ngay có hỏa khí vượng như thế này thì tốt hơn, thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ngay chủ nhật có thể đọc sách để cho tâm hồn rộng mở, biết đâu bạn có thêm nhiều ý tưởng hay ho từ đó. Chính ấn sẽ giúp cho con giáp tuổi Ngọ tạo ra sự cân bằng hấp dẫn trong đời sống. Bạn có thể thẳng thắn,
trực tiếp đưa ra ý kiến của mình ngay thời điểm này mà không tỏ ra thái quá, và đây cũng chính là vũ khí tuyệt vời để bạn đạt được những điều bạn muốn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, nhận được thành quả xứng đáng từ công sức bỏ ra. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, tài chính khó khăn vì những khoản chi tiêu bất ngờ. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, nên lắng nghe những lời nhận xét thẳng thắn, tuy khó nghe nhưng rất có ích. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, bạn sẽ đi sai hướng nếu chỉ thích nghe theo lời xu nịnh. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, dễ đưa ra quyết định nóng vội vì bản tính hiếu thắng. Con số may mắn 9, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, cam, vàng, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, xem bói tử vi, ngọ mùi hợp nhật nguyện là khoảng thời gian mà bạn nên bắt tay vào thực hiện các công việc cá nhân quan trọng hoặc các kế hoạch chuyên môn ngay lập tức, để sau đó bạn sẽ có thể thư giãn và có một thời gian vui vẻ thoải mái. Kiếp tài sẽ đẩy con giáp tuổi Mùi vào tình huống khó khăn, bạn sẽ bị thử thách để kiểm tra tính cách nổi loạn của mình. Khi bạn đứng trước ngã ba đường, sự lựa chọn hoàn toàn là của bạn chứ không phải của ai khác. Ngũ hành tương sinh giúp cho bản mệnh có cơ hội để cải thiện tình hình tài chính trong những ngày cuối năm âm lịch này. Hãy thử cùng hồn hạp để buôn bán kinh doanh với ai đó xem thế nào bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, liên tục gặp trục trặc vì tiểu nhân ngầm phá hoại. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, cơ hội làm ăn sáng sủa, tiền bạc bội thu. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, có nhiều động lực để phấn đấu trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tài lộc lên như diều gặp gió, giải quyết được nhiều vấn đề trước đó. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, gặp họa vì lời nói không suy nghĩ. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường đỏ, nâu, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Thân, xem tử vi hàng ngày, thức thân khơi gợi cho con giáp tuổi Thân có khát khao cháy bỏng, nơi bạn là giành chiến thắng trong mọi địa hạt, kể cả đời sống tình cảm lẫn tài chính. Bạn mong muốn, thậm chí có thể vượt lên những người khác và vươn lên vị trí dẫn đầu. Hỏa kim sùng khắc nhắc nhở bản mệnh nên cẩn trọng hơn với những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Khi đi chơi thì nên đưa theo ít đô, được ưu tiên sự đơn giản, kẻo bị quên đồ chỉ vì sự đáng trí của mình. Trong ngày này, vị trí của thái thần ở hướng chính đông phía ngoài phòng thái phụ, giường ngủ và phòng giã gạo. Do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo tại nơi này. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, vận đào hoa nở rộ, tình cảm vợ chồng thắm thiết. Tử vi tuổi Bình Thân, Hỏa, bị nhắc nhở nhiều vì hay để xảy ra sai sót. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tình duyên ngọt ngào, tình cảm êm đềm. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, đau đầu vì chuyện tình cảm rối ren. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, hạnh phúc vì những lúc khó khăn luôn có người ở bên cạnh. Còn số may mắn 2, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, tím, quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hôm nay, thương quan đưa tới rắc rối khó lường, mà người tuổi Dậu hãy cố gắng để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh, hoặc cho mình được bước lùi lại để xem xét mọi việc ở bức tranh tổng thể trước khi có quyết định của riêng mình. Đừng vội vàng hấp tấp trước mọi quyết định. Kim hỏa xung khắc cho thấy mối quan hệ của bạn với những người xung quanh, bao gồm cả một nửa của bạn, không được tốt. Mọi việc nhỏ cũng dễ bị hiểu lầm. Nếu bản mệnh là người hay suy diễn thì tình hình sẽ càng trở nên trầm trọng hơn. Theo lịch vạn niên, hôm nay nếu đi đâu thì bản mệnh nên ưu tiên hướng xuất hành, hướng nhị thần là hướng đông nam và hướng tài thần là hướng bắc. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, có cơ hội kiếm tiền phát tài, thu nhập khả quan, cần nhanh nhạy hơn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hỏa, tài chính vững vàng, thu nhập ổn định. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, có cơ hội phát triển công việc ở lĩnh vực mới hoặc mở rộng quy mô sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, đã được thành tích nổi trội bằng chính năng lực của mình. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, xảy ra tranh cãi với nửa kia bằng những lời trách móc về chuyện cũ. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, hồng, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Tuất,
Tư Vi nhận thấy ngày có tam hợp nên con giáp tuổi Tuất độc thân nên thử ngỏ lời với người mà bạn thầm thương trộm nhớ ngay lập tức vì cơ hội thành công sẽ rất cao. Đừng vì thấy người ta ngại ngùng mà bạn lưỡng lự, chỉ cần bạn chủ động thì mọi việc sẽ sớm tốt đẹp ngay thôi. Ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên dường như tốc độ của con giáp tuổi Tuất sẽ chậm lại một cách đáng kể. Bạn sẽ cảm thấy buồn chán nhiều, nhưng hãy sử dụng khoảng thời gian tĩnh lặng này để suy nghĩ về những điều quan trọng cho cuộc sống cá nhân và cách để bạn có thể quản lý thời gian hiệu quả và tốt hơn. Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn đang được giúp đỡ để cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Thế nhưng, chính bạn cũng phải nhận ra đâu là cơ hội, đâu là những lời dụ dỗ ngon ngọt. Với những lời rủ rê đầu tư có lãi suất cao, bất thường thì nên cẩn thận bạn nhé. Từ vì tuổi Giáp Tuất, hòa tốt nhất là nhìn nhẫn nhịn để đợi thời điểm thích hợp hơn. Từ vì tuổi Bình Tuất, thổ để cảm xúc chi phối hành động, dễ gây mâu thuẫn. Từ vì tuổi Mậu Tuất, mộc, tài vận rủng rỉnh, có nhiều cơ hội tốt cho việc kiếm tiền. Từ vì tuổi Canh Tuất, kim, chăm chỉ hơn để cải thiện sự nghiệp tương lai. Từ vì tuổi Nhâm Tuất, thủy, bỏ nhiều công sức cố gắng nhưng cũng thành công cấp. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, đỏ, quý nhân phù trợ, thân, dậu. Từ vì tuổi Hợi, nhiều con giáp tuổi Hợi nhờ phúc lộc dồi dào mà thiên tài đưa tới nên những ngày cuối năm âm lịch này làm ăn sẽ rất phát đạt, hành thông. Nhiều người biết nắm bắt cơ hội đầu tư và hứa hẹn sẽ thu về khoản lợi nhuận đáng kể trong tương lai. Ngũ hành xung khắc cho thấy sức khỏe không được tốt, bạn thiếu khả năng tập trung nên bạn không muốn quan tâm tới bất cứ việc gì. Đây có thể là tác nhân khiến bạn dễ gây ra sự cố liên quan tới tiền bạc nữa đấy. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 28 âm lịch, nhân thần ở phía trong cổ tay, đuôi và âm hộ, nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ và trầm trích tại vị trí này. Từ vì tuổi Ất Hợi, hòa, những lời trách móc trở thành nút thắt trong mối quan hệ tình cảm. Từ vì tuổi Đinh Hợi, thổ, ngày thích hợp để tiến hành đầu tư, hợp tác làm ăn. Từ vì tuổi Kỷ Hợi, mộc, vận trình cả ngày bình an hòa thuận nhờ hiểu chuyện. Từ vì tuổi Tân Hợi, kim, có nhiều cơ hội để thể hiện thế mạnh của bản thân. Từ vì tuổi Quý Hợi, thủy, may mắn do chính bạn tạo nên mà thôi. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, tím, quý nhân phù trợ, thìn, mão. Đánh giá tử vi chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021 của 12 con giáp. Con giáp nào sẽ gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay? Đó có thể là con giáp tuổi Tỵ. Tuổi nào dễ gặp xui xẻo trong ngày chủ nhật này? Đó có thể là tuổi Dậu hay tuổi Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.